Nice ride. But I'm gonna need those keys right now. I said right now! We're unbound. Free. Unshackled. We push the limits in the most powerful cars. We go where we want, when we want, as fast as we want. You may call us thugs, but deep down, you know you need us. Này là mất cơn tứ quá tứ tờ ấy. Ngò quá. Ông nọ tứ lấy xe kia đi rồi. Cái đéo gì đấy? Để lấy xe này đi. Xô rửa cỏ nha, theo kêu em. Gì đấy? Sợ thiệt. Đây đây là chú nói cái nè. Thu vô chú ơi, chiếc xe này nè, xe này nó bị ung thư gì rồi, chết máy rồi.
không được ta. Ngộ vậy. Không được tứ ơi. Thôi rồi. Quậy giống hôm qua ấy. Mấy hôm qua rồi. Sao mà rượt được. Đây là đậu cái đường này. Ừ, đường này không có cấm đậu, đậu thoải mái. Còn ở ngay bệnh viện là đậu để mình nhường đường cho những cái xe cấp cứu, xe làm việc cụ. Đây hả, ông già này hả? À, cái gì đấy? À, ông già này là bút beo nguyên ngày à? Ôi à, nào nào, à, chị này chị tự đi theo tôi nhá, tôi cũng bút quyết nghiến à. Bút beo thè. Taxi trong chị này, chị leo lên, chị ngồi, chị còn bắt tôi trả tiền đấy. Ui trời ơi. Chị gái, chị gái. Hả? Chị làm công tác lâu chưa? Lâu rồi em, trước khi thành phố mới mở ra chị đã vô rồi đó. Chị thấy mình thấy cái ổn không? Ổn chứ. Ví dụ mà nếu mà chị có muốn thêm thu nhập nữa thì chị alo cho em nha. Ok, mà em làm nghề gì đây? Em chị cảnh sát. Vâng. Em có chuyện em muốn trình bày chị cảnh sát. Ok. Chị này chị đi khách công khai chị ạ. Khách đấy. Vâng. Khách là đi sao? Là sao? Là chị bảo em là bóp trên 50, bóp dưới 10.000 đó chị. À, massage hả? Ừ, chị massage cũng không lành mạnh đâu chị ạ. Ui. May quá. Đâu dạ, đâu có đâu. Chị coi kiểm tra tỷ của con mà. Còn nãy chị ngồi trên, chị ngồi trên xe, chị bảo vào con. Đây có anh taxi này chị mà mình nhảy sao á. Để em mở. Đúng rồi, đúng đúng đúng. Đấy. Đúng rồi, thì là bên em là hay đi tour của con ấy. Đấy, khi nào mà sau khi mà chị up công ty á, chị thêm thu nhập thì anh lên xem cho. Để chị xin phép nè. Đây, đây là cái anh tư của em. Ok. Còn một ít cắt tay nha mọi người. Đây, chị gửi lại đây. Wow. Chị cảnh sát rồi.
Cái anh kia có phải lúc nãy là chị đầu sân phân này của anh đi khách đúng không? Ở trong TikTok á. Ủa? Thêm giúp anh một cuộc đời khác á, thằng cháu giam xe. Ủa? Anh sợ đi xe bị phạt á. Ủa mới gặp anh đi hồi nãy đi taxi mà. Ừ, chính anh bảo là bóp trên 10.000, bóp dưới 50 đúng không anh? Ôi thế, anh có thể mừng đeo rồi, đừng giải trí rồi. Không anh ơi, đây là du không? Hóa đơn anh. Đây là em đang đòi lại quyền lợi cho anh ấy. Du không? Quyền lợi nhưng mà phải ghi hóa đơn là ha. Ừ thì anh cứ ghi hóa đơn đi xong rồi trình bày lại cho mắt chị này ơi, vào trong mắt kia. Chị ơi chị đi gần đây nhận hóa đơn đấy chị ạ. Xe nào kiểm tra mà không chính chủ giam luôn á. Giam chụp ảnh lại. Ờ chúc có cái một xe vi phạm á. Bót hình vô đó đi nữa. Có nó có cãi thì lấy nó làm chứng. Nè thì vào viện đi ạ, viện nghe đây. Đâu có chào ok chào. Người mới luôn đúng không? À em nhận được rồi. Anh chơi cái tin có xe. Đây rồi. Cari. Nào ơi sao nay mặc đồ đầy rồi? Phải chị Cari à. Rồi lộn người. Trời. Ôi trời ơi. Để cười lạ được không? Cười lạ được không? Bất ở, giọng cười bất ở. Ủa? Đâu đâu? Đây nè. Ủa? Bác sĩ ơi, cứu anh với bác sĩ ơi. Anh nghe cái giọng cười quyến rũ ở đâu đó xong cái giờ cái đầu anh nó nhức quá em à, nó đau quá em à. Mình đi đầu thai đi ha. Đầu thai là cách tốt nhất rồi đấy. Khổ quá. Ê chà. Sao đấy, anh công an này vừa đấy ở dưới chỗ kia rất là vui, yêu đời lắm. Anh lên đây ở gần bệnh viện ấy, anh nghe có giọng một con ma nữ nào nó kêu hé 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 hé. Thế là cái đầu anh nó nhức lắm em à. Ôi trời ơi, em có biết một điều rằng em không đẹp em rất là độc không? Ủa, ý là anh đang chế hả? Không, cái đó anh đang khen á. Ủa, anh khen vẫn như em cảm thấy anh tác đó là anh và em. Ủa, vậy hả, vậy hả? Bây giờ tôi bảo chị này, bây giờ này nhá. Tôi nói nhỏ là chị đừng nói cho anh không ai biết không? Ừ, nhỏ nghe. Khen như kiểu khác. Anh là, chắc mình nghĩ chắc cho anh không ai thì chắc nằm lắm rồi. Năm số đen nhỉ? Mình diễn đấy. Giờ anh không sao, một là anh thở được đều, hai là thở gấp. Anh không muốn làm sao cả, nhưng mà cái đó là đặc biệt vị trí cảnh sát của anh là phải chính trực em à. Tụi anh không biết nói dối nha, em thông cảm. Ok nha. Cái chị tóc hồng đằng sau này có nghi yêu chưa nhỉ anh nhỉ? Em tự em liên hệ đi chứ, hỏi anh làm gì? À, chị mạng cô... Chị ơi, bạn em đi đi. Tóc hồng á. Cảnh sát. Chị thì ta thì chưa, nhưng mà trong thành phố này bữa giờ có cái gì anh để ý rồi. À, có nhiều anh để ý lắm rồi à. Đúng rồi. À, cho mình xin cái số liên hệ đấy. Ok. Rất là... Em nghe bảo là đang đứng chín chắn rồi. Ok. Em thử kiểm chứng đi, anh có biết mấy cái đó đâu. Hằng. Hằng ha nè. Hằng ha ha. Ha nè, nó đọc cho rõ ra vào. Okay. Hỏi anh là trai, hỏi anh sao biết được em kì. Này, anh công an đây. Anh công an. Qua hỏi bé tóc hồng kìa. Cái chị sao ấy? Cái chị Hằng ha ha này vui gì? Đây là chị Hằng, đây là Hằng nha. Hằng ha ha. Hằng Hana. Trời ơi, có cái tên không rồi?
trong đầu thì là một nữ duy nhất ở trong đầu. Mặc váy kìa, mặc váy bắt đầu được kìa, thế kia kìa. Bây giờ không? Này, nghe này, sai cho tôi. Bây giờ nói chung là đồng chí cảnh sát em nói chuyện với lại bé này cho thẩm thở. Có khi bé này hốt luôn đấy. Dù sao là bóng hồng của đồn cảnh sát anh giờ chỉ có duy nhất một bé hàng Hana thôi đó. À, bóng hồng của cái đồn. Bóng hồng, thế còn bông hồng đâu anh? Mới chỉ là cái bóng thôi. Đấy, đây, có cái bóng của hồng nè. À. Bóng hồng nè anh ơi. Sao thế nhở? Ôi trời ơi. Nè bà Anna, anh hiểu cảm giác này của em Anna. Anh hiểu cảm giác này của em. Ồ, dạ. Thì đâu, người ta chê đồn bay giờ chứ. Không kêu, bữa giờ bị đánh giá nhiều rồi. Không thích đâu. Không ai thích về đây, em thích chị. Ok ạ. Ok, ghê nhở, tính cẩn quá. Chồng bỏ chồng chê dễ với em. Tính cẩn quá. Ở ngoài thấy đen đen thôi, trong trắng lắm á. Chào. Cái này mà mình nói riêng á, cái này thấy riêng á. Thấy kêu luôn giờ được cỡ nha. Chị này mới vào à? Có rồi. Nâu nè. Yêu. Không á. Hỏi chị đi. Cái gì? Đã, giới thiệu với mọi người nhé, mà chị này là hai chồng bốn con rồi. Ôi kìa, trời ơi, nhìn cái mặt của biết rồi. Sao lại là cái khóc tư tay như vậy vậy luôn? Trời ơi, chồng con không lo mà giờ đi ra đây chơi bời. Chắc tay các kiểu, vì sao làm nuôi cho con cái được? Tụi sao xã hội này không phát triển được? Ơ kìa, cần cho mình hiểu. Cứ cần để bắt em. Còn vậy nữa, đã có chồng con này nọ rồi, bầu bì các kiểu mà mặc đồ như thế này à, rồi xã hội quánh giá gì vô rồi sao? Cô ơi, nó quánh như là thôi, cô dòm lại cái mặt của cô với con đi. Cô nghĩ sao cô lớn rồi cô còn mặc quần ra đường. Ủa, người ta là mất có 18 tuổi thôi. Còn cái kiểu này là kiểu là áo giấu quần, mọi người hiểu không? Đây là cái xịn to của trẻ trung này nọ. Cái đè của người ta là người ta không hề có quần để giấu. Không hề có quần để giấu là cô. Đó nha. Cô ơi, cô này rất sợ. Phố này thành phố Tấu Hài. Khoái lắm đi, anh cô anh khoái lắm đi. Đừng đỡ hơn cái style của bà chị. Trời ơi, có con nhỏ rồi nha. Mà mặc cái đồ như trẻ trâu vậy á. Hồi xuân hả chị? Dạ rồi, mấy người 40 tuổi rồi. Cô ơi, con không có hồi xuân bằng cô đâu cô. Cô nhìn cái mặt cô 60 tuổi mà cô kêu cô 18. Chắc lúc đó con chưa đẻ ra cô. Người ta là sinh 2004 đó. Trời ơi, 2 cái tư, cái con, thằng không được bố. Người ta già 4 tuổi rồi, mấy anh chị cứ tác gì đây như vậy. Không anh, trai, tại vì cái kìa đi vô bỏ không vậy. Đấy, hai chị đứng cạnh nhau đây, em chụp cái ảnh, em bóp. Mấy anh bác sĩ đi ra đây coi, mấy anh bác sĩ lùi hết coi làm cái gì vậy. Cái chuyện cá nhân của người ta, mấy anh can thiệp cái gì vậy. Lùi ra. Rồi, mọi người ngồi xuống, xếp hàng ngồi xuống đi. Em muốn kiện anh tóc xanh này, ảnh vô có em có chồng 2 con. Ê, mới có nghe đồn, hồi nãy con cũng nghe đồn là 9 tuổi nha, là đã bà chị có chồng rồi mà hai bà chị còn đi ấy đi chơi các kiểu ngoài đường nữa, không lo chồng con này nọ. Chị gái ơi, đi ấy đi chơi là đi ông chị. Đi ấy. Là mình ấy. Là mình đi chơi đó, là mình đi chơi đó. Đi ấy đi chơi là đi chơi đi chơi ấy á. Đúng rồi. Chị khép chân lại chị như mùi quá. Trời ơi, người ta mới tắm xong mà. Ủa, bọn chị cứ chị ngửi hay gì mà chị biết có mùi. Không, em cứ xuống ngửi đâu. Em đứng ngay đây còn nghe mùi của chị á. Mình giữ khoảng cách rồi. Không ai nghe mùi của mình, chỉ ý kiến à. Chỉ ý kiến giữ. Người có nhiều mới nghe không? Chỉ ý kiến hả? Người có nghe không? Ủa sao chị biết em mới vô bệnh viện? Tính ra mình là đồng nghiệp của nhau luôn ấy. Ủa, đúng rồi, không hiểu không? Ây da, phó giám đốc bệnh viện đó. Ê,
chị là phó giám đốc bệnh viện, các em thực tập sinh. Trời ơi, tất nhiên rồi, em mới vào thì em thực tập hơn chứ để em nghe đồng chí coi. Nè, còng tay con bé tóc hồng đầu chế nắm lại cho. Dám dễ dành, dám nắm bệnh viện nè. Còng lại, còng con bé tóc hồng rồi chế nắm lại cho anh. Anh còng đi, anh còng đi. Ủa khó à, khó giám đốc hả? Sẽ nhận từ giờ giám đốc mới đúng. Ví dụ như giám đốc rồi, để gọi anh Alex Hoàng ra coi. Bye bye, phơ, phơ, phơ. Ủa, ba phơ là như có hồn cực kỳ. Đi dịch thang, nhận đi dịch thang cho mấy mày. Dịch thang thì mày nói rõ, tự nhiên mấy phơ phơ, lưỡi sơ, cái kiểu trời ơi. Ê, đang tháng 7 luôn á. Ờ, đúng rồi á. Ủa, nhanh vậy? Ủa, nhanh vậy? Chị á? Hả? Về nha, bye bye. À. Cái gì đấy? Gì đấy? Xác sao ngồi ở đây giờ không đi, không đi đi giữ gìn an ninh trật tự quốc gia đi chị. Thì còn đã khác nữa đang ngồi thôi. Ờ, chị ngộ ghế sao chị không có một cái chị, làm hả? Cái con, cái chứ mà dạng con, cái con gì? Ủa? 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 Ủa chị mới con kiểu gì vậy? Con nói chuyện gì đó mà sự mà chị xin lỗi cô hả? Dạ cô, con xin lỗi cô. Tiếc rồi á, tôi thấy á, chị không có trên dưới trật tự gì trên á. Tôi cay, tôi cay, tôi cay. Thôi, bác sĩ đi ra chỗ khác cho tôi, tôi đề nghị bác sĩ đi ra chỗ khác. Tôi đề nghị bác sĩ đi ra chỗ khác. Bác sĩ đi ra chỗ khác. Cô, con xin lỗi cô á, nhưng mà cô có được ăn cho con biết tôi. Ủa, bị sao đây? Cứu cứu kìa. Đi ra cứu cái chiếc hồng kia vừa đi lại gần tôi bắt tôi ngất kìa. Ok kìa. Ủa. Ê. Bị gì đây? Lại luôn á, bữa nay đừng có ai vô khống tôi vậy. Không, à, cái chị này này. Ê? Em không bảo chị, em đang đứng cạnh anh công an, Sao, chị? Mọi người ơi, chị Yến nhá, em vừa ra đây em chào cái anh taxi xong đúng không? Thì cái chị đầu quả lấm kia đi lại cho em bắt em ngất luôn. Kìa. Đấy. À, anh chơi di chuyển chỗ khác đi anh chơi, chỗ này cấp đường băng để em quay vlog, để okay. Hello mọi người, thì hôm rồi. Nay là mình sẽ kìa sao chết luôn, chỗ này nó bị cái gì, chỗ này bị ma án rồi, cái chiếc taxi kia đụng anh, bắt nó lại, bắt nó lại cứu anh chứ. Ờ ok đấy, em cũng y như anh ấy, đang khỏe mạnh đứng đây bắt chết luôn. Ôi vô đô đè đường đi, an toàn đi. Giờ taxi tính sao đây taxi?